Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông tổng tấn công Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong sẽ tham gia và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ diễn ra vào tuần tới tại Copenhagen, Đan Mạch. Sự kiện được dự đoán sẽ làm Trung Quốc nóng mặt. Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ ở Copenhagen đã được tổ chức bởi Liên minh Dân chủ, một nhóm được thành lập bởi cựu Tổng thư ký NATO và cũng là cựu Thủ tướng Đan Mạch, ông Anders Fogh Rasmussen, để chống lại những gì mà ông coi là một khoảng trống trong cuộc tranh luận dân chủ do các thế lực của Trump tạo ra. Đây là hình ảnh ông Anders Fogh Rasmussen, từng đảm nhiệm chức Tổng thư ký NATO và Thủ tướng Đan Mạch, đã thành lập Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ. Chính ông Anders đã khai thác sự kiện này, và sau đó nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong cũng sẽ tham gia vào khoảng 30 phút cùng với một người điều hành trong một phiên thảo luận có tựa đề là Đấu tranh cho dân chủ từ chiến trường Hồng Kông. Bà Thái Anh Văn dự kiến sẽ có một bài phát biểu video dài 10 phút tại sự kiện quốc tế được tổ chức online này. Đây được coi là một cơ hội để bà Thái Anh Văn lên tiếng trong sự kiện mang tầm quốc tế sau khi không được tham gia buổi họp của Hội đồng Y tế Thế giới vào hồi tháng 5 vừa qua do sự phản đối của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mike Pompeo dự kiến sẽ nói về Trung Quốc và thách thức đối với các xã hội tự do trong bài phát biểu của mình tại hội nghị. Cựu Thủ tướng Úc Macron và người tiền nhiệm của ông Pompeo, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Mandeline cũng sẽ được mời tham gia hội nghị. Đại diện cho Liên minh châu Âu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ là Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Jourova. Đây là hình ảnh chụp màn hình lời cảm ơn và ca ngợi của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đối với Đài Loan trên tweet vào hồi đầu tháng 4 vừa qua. Đương kim Ngoại trưởng Mỹ đã tìm cách xây dựng một mặt trận thống nhất với các nhà hoạch định chính sách châu Âu để kiềm chế Trung Quốc, bất chấp xung đột giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh truyền thống của Mỹ. Trong khi đó, Đài Loan đã tìm cách làm thân hơn với châu Âu trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán bằng cách gửi khẩu trang và các thiết bị y tế cấp thiết khác đến các nước châu Âu. Trong một cử chỉ hiếm hoi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ca ngợi những nỗ lực của Đài Loan trên mạng xã hội bằng cách viết trên trang tweet và hồi đáng thư như sau. Liên minh châu Âu cảm ơn Đài Loan vì đã quyên góp 5,6 triệu khẩu trang để giúp chống lại viêm phổi Vũ Hán. Chúng tôi thực sự đánh giá cao cử chỉ đoàn kết này. Và trước thềm hội nghị của Đại hội đồng Y tế Thế giới VHA, 106 chính trị gia châu Âu gồm 102 nghị sĩ thuộc các đảng phái của Nghị viện châu Âu và 4 nghị sĩ Quốc hội Đức đã cùng ký tên vào một bức thư ngỏ gửi đến Bộ trưởng Y tế của các quốc gia thành viên châu Âu, kêu gọi ủng hộ Bộ trưởng Y tế Phúc lợi Đài Loan Trần Thời Trung tham dự hội nghị trực tuyến của tổ chức VHA được tổ chức từ ngày 18 tháng 5 cho đến ngày 19 tháng 5 năm 2020 với tư cách quan sát viên, đồng thời yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO để Đài Loan được tham dự thực chất vào tất cả các hội nghị cơ chế và hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới. Tiếp sau sự việc của 67 nghị sĩ thuộc các đảng phái của Nghị viện châu Âu và 22 nghị sĩ chủ yếu thuộc Đảng Xanh Liên minh Tự do châu Âu đã lần lượt gửi thư liên danh tới đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại châu Âu Joseph Borrell, kêu gọi châu Âu ủng hộ Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới. Có thể nói, Nghị viện châu Âu một lần nữa thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan tham dự Tổ chức Y tế Thế giới thông qua hành động cụ thể. Và hội nghị thượng đỉnh với dân chủ diễn ra khi chính phủ Trung Quốc đang cố gắng thắt chặt sự kìm kẹp đối với Hồng Kông thông qua luật an ninh quốc gia và tăng cường gây sức ép lên Đài Loan sau khi bà Thái Anh Văn thắng nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai trong bối cảnh tinh thần bài trung đang gia tăng hiện nay trên hòn đảo này. Đây là hình ảnh giới trẻ Hồng Kông xuống đường vào hôm 9 tháng 6 năm 2020, nhân tròn một năm ngày hơn 1 triệu người đã biểu tình phản đối dự luật dẫn độ bất chấp cảnh báo của cảnh sát. Đối với Hồng Kông, vào ngày 28 tháng 5, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua dự luật an ninh quốc gia dành cho đặc khu hành chính này, bất chấp làn sóng biểu tình phản đối rầm rộ tại đây. Luật mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hồng Kông và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở tại đặc khu. Ngay sau đó, nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã đưa ra phản ứng
về quyết định của Quốc hội Trung Quốc thông qua dự luật an ninh quốc gia gây tranh cãi dành cho đặc khu hành chính Hồng Kông mà giới quan sát lo ngại có thể đe dọa tới quyền tự trị đặc biệt và tự do tại đây. Các nhóm nhân quyền và doanh nghiệp quốc tế cũng đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hồng Kông. Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định luật an ninh Hồng Kông là cần thiết nhằm duy trì vững chắc nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, cùng sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu. Cảnh sát trưởng Hồng Kông John Kachiu vào hôm 10 tháng 6 năm 2020 cho hay một đơn vị cảnh sát chuyên trách đang được thành lập và sẵn sàng thực thi luật an ninh mới ngay ngày đầu tiên luật này có hiệu lực. Ông không tiết lộ lực lượng này sẽ hợp tác thế nào với công an Trung Quốc đại lục, nhưng thừa nhận sẽ liên quan rất nhiều. Truyền thông nhà nước Trung Quốc vào hôm 11 tháng 6 đưa tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước này đang làm việc suốt ngày đêm để soạn thảo luật an ninh mới. Kennedy Wong, Phó Tổng Thư ký Liên minh Hồng Kông, một nhóm thân Bắc Kinh do các cựu trưởng đặc khu cũ dẫn đầu, cho hay luật an ninh mới có thể sẽ có hiệu lực trong vòng một tháng. Ông không nói rõ thời hạn một tháng này được tính từ bây giờ hay từ khi luật an ninh được thông qua. Còn về hồ sơ Đài Loan, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gửi thư chúc mừng bà Thái Anh Văn nhân dịp bà nhậm chức Tổng thống Đài Loan, Trung Quốc đã đe dọa đòi Mỹ sửa sai với hành động này. Đây là hình ảnh chụp màn hình tweet chúc mừng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 19 tháng 5 năm 2020. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã gửi thư chúc mừng bà Thái Anh Văn nhậm chức tối 19 tháng 5. Ông viết như sau: "Chúng ta nhìn về tương lai, tôi tin tưởng rằng với Tổng thống Thái Anh Văn tại vị lãnh đạo, quan hệ đối tác của chúng tôi với Đài Loan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ." Ngay sau đó, vào ngày 20 tháng 5 năm 2020, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói trong một tuyên bố rằng quân đội sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền của Trung Quốc, trong khi Bộ Ngoại giao nước này đe dọa trả đũa riêng. Và Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết trong một văn bản như sau: "Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ phải sửa chữa ngay những sai lầm của mình. Phía Trung Quốc sẽ có những biện pháp đối phó cần thiết để đáp trả những hành động sai lầm trên của phía Mỹ. Và Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả từ việc làm này." Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lên tiếng. Marshall Wong, phát ngôn viên văn phòng sự vụ Đài Loan của Bắc Kinh tại Đài Bắc, khẳng định Bắc Kinh sẽ không bao giờ dung túng việc Đài Loan tách khỏi Trung Quốc. Ông nói, "Chúng tôi có đủ khả năng để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ và sẽ không bao giờ dung túng cho bất kỳ hành động ly khai hay lực lượng bên ngoài nào can thiệp vào chính trị nội bộ của Trung Quốc." Và ngay tại Đài Loan, tâm lý bài Trung đang bùng lên mạnh mẽ, đến mức đảng thân Trung Quốc tại đây liên tục bị thua đau đớn và mất dần tín nhiệm của người dân đảo quốc này. Đây là hình ảnh ông Hàn Quốc Du thuộc đảng KMT vừa mới mất ghế thị trưởng tại Cao Hùng vào ngày 6 tháng 6 năm 2020, sau khi bà Thái Anh Văn đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào hồi tháng 1 năm 2020. Quốc dân đảng KMT, đảng đối lập chính trị ở Đài Loan, đã liên tiếp thất bại trong các cuộc bầu cử quan trọng và không thể phản biện các chỉ trích nói đảng này muốn bán Đài Loan cho đại lục. Thất bại mới nhất của chính trị gia KMT vừa diễn ra tại Cao Hùng, thành phố lớn thứ hai của Đài Loan, sau khi để thua bà Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan. Ông Hàn Quốc Du đã để mất luôn ghế thị trưởng thành phố Cao Hùng sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 6 tháng 6 năm 2020. Hơn 939.000 cử tri Cao Hùng đã bỏ phiếu đòi bãi nhiệm ông Hàn Quốc Du, trong khi chỉ có 25.000 người phản đối việc bãi nhiệm. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, một quan chức Cao Hùng và cũng là đảng viên của đảng KMT đã phải nhảy lầu tự sát. Và ngay sau khi để mất Cao Hùng, KMT đã lập tức phải tạo khoảng cách với Trung Quốc, đồng thời đưa ra các thông báo nhấn mạnh như sau: các đảng viên của KMT luôn đặt Đài Loan lên trên hết vì lợi ích của người dân. Trong khi đó, mặc dù bị Bắc Kinh ra sức cô lập với cộng đồng quốc tế, Đài Loan dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thái Anh Văn vẫn bền bỉ giao lưu, tăng cường quan hệ với các nước theo cách riêng của mình, thông qua một loạt sáng kiến hợp tác có từ năm 2015. Đài Loan đã tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế về nhiều vấn đề từ y tế, công, về thực thi pháp luật cho đến cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, kiến thức truyền thông và trao đổi quyền lực cho phụ nữ với sự tham gia của hàng trăm đại diện đến từ hàng chục quốc gia khác nhau. Sáng kiến này có tên Khung Hợp tác và Đào tạo Toàn cầu, được lập vào tháng 6 năm 2015 để trao cho Đài Loan một kênh chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn đi khắp thế giới. Trong bối cảnh nhiều tổ chức quốc tế không cho Đài Loan gia nhập chủ yếu dưới áp lực của Bắc Kinh,
và chương trình này đang ngày càng tỏ ra là một diễn đàn hiệu quả để Đài Loan tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng trên toàn cầu. Trung Quốc đã nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ can thiệp vào các vấn đề Đài Loan và Hồng Kông. Đây là hình ảnh nhà hoạt động dân chủ tại Hồng Kông Hoàng Chí Phong. Ba diễn giả nổi tiếng của Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ mới đây là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và nhà hoạt động dân chủ Hoàng Chí Phong luôn là mục tiêu bị tấn công trên truyền thông Bắc Kinh. Kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc gọi ông Pompeo là kẻ thù chung của nhân loại sau khi ông cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xử lý tồi tệ vụ đại dịch viêm phổi Vũ Hán trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox News. Trong một bài bình luận khác do đài phát thanh truyền hình quốc gia Trung Quốc đăng tải, gọi ông là một chính trị gia quỷ dữ, kẻ dối trá vừa lừa gạt và rằng nước Mỹ vĩ đại trở lại chỉ có thể coi là một trò đùa. Trước việc người dân Đài Loan ồ ạt dồn phiếu cho bà Thái Anh Văn vào hồi tháng 1 vừa qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc ra sức cáo buộc bà là gian lận hay chỉ nhờ may mắn. Một bài bình luận được Tân Hoa Xã đăng vào sáng ngày 12 tháng 1 nói rằng ở Hoa Lục, bà Thái Anh Văn không thể được gọi là tổng thống mà là lãnh đạo, đồng thời là cuộc cáo buộc đảng của bà đã vận dụng các chiến thuật như hăm dọa, gian lận, mua phiếu. Và bài xã luận đã kết thúc bằng một lời cảnh báo như sau: nếu nhà lãnh đạo Đài Loan cứ khăng khăng đi theo con đường độc lập thì chỉ để nhanh đến thêm một sự chấm dứt ảo vọng của họ, có thể hiểu là sự sát nhập Đài Loan và Trung Quốc. Bài bình luận đăng ngày 30 tháng 10 năm 2019 trên trang Anjan, tài khoản mạng xã hội chính thức của Ủy ban Chính pháp Trung Quốc, cơ quan chính trị hàng đầu của Trung Quốc giám sát luật pháp và trật tự, mô tả 5 sự thực về Hoàng Chi Phong và cuộc cách mạng màu ở Hồng Kông. Bài bình luận cáo buộc Hoàng Chi Phong nhiều lần nhận hỗ trợ tài chính từ Mỹ, cũng như học tập các chiến thuật đã được sử dụng trong cuộc cách mạng màu ở châu Âu và hành động vì quyền lợi của Mỹ. Bài viết nói Hoàng Chi Phong trở nên nổi tiếng từ năm 2011, thời điểm xuất hiện hàng loạt các cuộc cách mạng màu ở Bắc Phi. Về hội nghị thượng đỉnh về dân chủ, Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch đã không trả lời yêu cầu bình luận về sự kiện này. Trong khi đó, Giám đốc và người sáng lập Viện Nghiên cứu Trung Quốc và Toàn cầu hóa Văng nói việc ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo và bà Thái Anh Văn xuất hiện trong cùng một sự kiện là không phù hợp, dù là sự kiện online, do Trung Quốc sẽ coi đó là việc vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020 với bản tin Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông tổng tiến công Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.